Vậy thì ngày hôm nay Tường đang đứng trước nhà của hai bạn ấy để xem là sau khi tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò, hai bạn ấy đã tìm hiểu nhau, yêu nhau như thế nào quý vị nhé. Trên tay Tường cũng có một món quà đặc biệt, đó một món quà mừng xuân chào đón năm mới để gửi tặng cho hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong để gặp Miên Trường và Kỳ Duyên nha. Xin mời quý vị. Em ơi, alo alo, có ai không? Hello em, khỏe không cưng? Rồi, vô đây có bà nữa hả? Dạ con chào bà. Nay gặp Cát Tường là dạ. Cát Tường trẻ quá. Dạ trước tiên là Cát Tường xin thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và gửi tặng gia đình mình món quà. À, bà khỏe không bà? Bà cũng khỏe. Dạ bà khỏe ha. Đâu, cô khỏe hả cô? Khỏe. Dạ. Ờ bây giờ cho chị hỏi hai nhân vật chính cái nè, là sau khi mà bấm nút Bạn Muốn Hẹn Hò xong á, là mình bao nhiêu lâu thì là hai gia đình gặp nhau? Khoảng 3 tháng rồi. Đám cưới hôm tháng mấy? Hôm 2 tháng 6. Nghe nói là có tin vui rồi đúng không? Dạ, sau khi cưới 2 tháng thì tụi em có tin vui. Vui không bà? Vui lắm con. Ừ, dạ, bữa nay bà thấy cháu rể bà còn đẹp trai không bà? Nó cũng dáng đẹp. Trời hơi hao. Hơi hao hả? Hai bạn là ở nhà này. Bình thường á thì em ở nhà em ở Phạm Đồng á, chỉ có một tuần á thì em về nhà ba mẹ vợ thì ở khoảng 3 ngày. Hai đứa nhà đi Yên Dứ rồi một tuần thì em về cho anh mấy ngày. Dạ. Mà nội cứ nhớ cứ kêu về không mà nó đi làm chiều nó mới về được. Ba, từ hồi mà ở chung bà thấy hai bạn này cưới nhau về tới giờ có khi nào gây lộn hay là cãi vã nhau mà trong nhà biết không bà? Bà nói nè, hai đứa con từ đầu tới cuối thể sống hạnh phúc, đứa này nhường đứa kia, đứa kia nhường đứa nọ, chứ không có lượt đứa này hơn đứa kia mà đứa kia hơn đứa nọ đâu con. Đây cái anh chàng này nè, con biết sao hay khóc. Cái gì? Chứ phải hai cô này khóc hả? Không con, con biết làm sao không? Đàn ông mà nó nhậu chừng dài chung hả con? Cái anh này ảnh mới chở em ảnh đi coi phim, về tối quá cái anh này mới điện bà nội ơi, Duyên tới giờ mà không thấy nó về, bà nội khóc con. Nội nghe trong điện thoại nội biết là đang khóc, khóc hả nội con? Cái lúc đó nội nói sao? Nói là không sao đâu con, chút nó gì à, đàn ông mà mình dở quá con, đừng có khóc. Sao kỳ vậy em? Sao kỳ? Lý do lúc đó là sao khóc? Tại kiếm hoài không được. Bực mình. Nhưng mà bực mình là không nói là lo lắng hay là ghen tuông? Lo lắng chị. Có ghen không? Ghen nè, em ít ghen lắm, em không có rảnh. Tự nhiên điện cho vui không điện bà nội, mà tự nhiên buồn điện bà nội khóc chi vậy? Không, là em điện bà nội em tâm sự xem coi già chưa. Đi mà không có nói tiếng nào hết, bực mình. Lúc nào vui á có điện thoại kể cho nội nghe không? Có con, nó cũng điện thoại cho bà nội, vui nó cũng qua điện thoại. Bữa nay cuối năm rồi là đang có kế hoạch gì, mùng 1, mùng 2 rồi gì, là tính kế hoạch đi đâu làm gì chưa? Giao thừa năm nay thì anh Trường đi về Tây Ninh. Về Tây Ninh? Dạ, còn em thì ở lại ăn Tết với ba mẹ. Dạ, em có bầu nên em không cho về. Thôi để em về cúng ba mẹ chứ. Chiều mùng 1 là em lại lên là đây. Năm nay rủ ba mẹ lên Đà Lạt cho nó lạnh lạnh, cho đổi không khí một xíu. Không biết có lên không? Nội đi không? Bà nội thì đi rồi nhưng mà không biết giờ em đi nổi không thôi. Sao không nổi? Nội đi nổi là vợ đi nổi à? Đi hoài à con. Nhưng mà năm nay đặc biệt, năm nay đi với là cháu rể rồi đi với cháu bố. Năm nay đi không nổi. Năm nay đi không nổi. Té gãy ba đốt xương sống á. Dạ. Ôi bởi vì người lớn tuổi phải cẩn thận nha nội nha. Cô, bây giờ thường thường cái tâm lý á, con mà được ở chung với mẹ trong nhà vậy là thường hay lấn nước chồng. Cô có thấy vậy không? Bé này nó ngoan lắm, mà nước cái là Trường mà có nhậu gì là nó giận dữ lắm. Lúc trước là Trường nó có hỏi á, là nói cái này là cái tánh nó còn con nít nó hay cứng đầu, phải nó nhỏ nhẹ nó chứ đừng có nói nóng tánh con, mà đừng có nóng tánh nó nào có được. Dạ. Nói vậy đó mà nó bởi vậy cũng thương Trường lắm. Dạ. Cũng hiền cũng thương mà nội cũng thích lắm. Từ lúc trước là nói thôi để năm nữa năm rồi cứ rồi á. Nội hai là phải cứ liền. Bây giờ còn cái tính gì ở ông Trường mà nội không thích, nội muốn Trường thay đổi không nội? Nó là ok hết. Ok con. Hết. Ok hết. Từ nhậu nó cũng bỏ nè con. Dạ. Thương vợ, rồi nó lo cho vợ, không có cái gì mà sai hết đó con. Bà nội ok hết trơn rồi đó. Ok hết rồi đó. 100% hoàn hảo luôn rồi đó. 100% rồi đó. Trời ơi, hay quá. Chúc mừng em nha. Trời ơi, rể quý rồi. Nội ơi, hôm nay á là cũng là 20
29 Tết rồi, cuối năm rồi thì con thay mặt cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thay mặt về cái thực hiện chương trình là con đến thăm gia đình của mình. Con trước tiên là con chúc bà nội một năm mới được nhiều sức khỏe. Nội cẩn thận nha nội, mình đi ra đi vô với lại nội hết bị đau người nha. Nội ráng uống thuốc rồi giữ gìn sức khỏe để chi. Nó đẻ mấy đứa cháu lần á nội, nghe nội. Đấy còn ẩm cháu đi chơi với cháu cố nữa. Đặc biệt là chúc hai em luôn thì càng ngày càng yêu nhau, thắm thiết hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vợ chồng thì sẽ có lúc, nhiều khi cũng có những lúc là nó có hụt hạt hay cơm không lành, cánh không ngọt gì đó. Thì vì cái tình yêu chính bây giờ có một thiên thần bé nhỏ nữa rồi, thì chị tin chắc chắn là gia đình em mà sự hậu thuẫn của ba nè, rồi của ba mẹ hai bên nữa, thì chị thấy hai bạn đang là những người hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Cảm ơn cả nhà. Năm mới em cũng xin chúc chị thật nhiều hạnh phúc. Em chúc chị tình duyên đi em. Thôi năm mới nè. Dạ. Giờ đó bà chúc bà con á thật nhiều sức khỏe. Chúc con mà không biết tình duyên sao không? Tình duyên chưa có bà ơi, bà chúc con sao cho năm mới con có tình duyên đi. Để con lấy cái hên của hai em này, con phải vuốt vuốt hai em này. Năm mới con lấy cái duyên con có tình duyên. Dạ. Chúc con gặp nhiều may mắn. Dạ, con cảm ơn ngoại. Lúc yêu nhau thì anh quan tâm, em thấy anh quan tâm nhiều hơn. Có vợ mà đi lau nhà hay này kia kia nhỏ là bắt đầu theo phụ đó chứ không phải vợ. Cũng biết dọn cơm đó chị, lúc trước là dọn sẵn cho anh không à. Gọi là vợ hay cằn nhằn á. Thấy đụng đâu ghê dữ vậy. Thưa quý vị, chia tay gia đình đầu tiên, chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai. Đây cũng là một cặp đôi rất đặc biệt. Các bạn có nhớ tập 350 không? Anh chàng công an Gia Bảo và cô gái Ngọc The. Một cô gái rất dễ thương, rất đáng yêu. Và một chiếc lá rơi em cũng sợ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Gia Bảo. Em năm nay 24 tuổi, công tác trong ngành công an. Em tên là Dương Thị Ngọc The, năm nay em 23 tuổi. Dương gì em? Dương Thị Ngọc The anh. Em thích nấu ăn. Mọi người nhận xét là em nấu ăn hơi ngon thì em thấy là nó ngon, nói chung là nó ngon với chị. Trời ơi. Trời đất ơi. Khuyết điểm em là em hay lo sợ, như là một chiếc lá rơi làm em cũng thấy lo sợ. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dứt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như nàng tiên. Rồi bây giờ chừng nào tính tới hôn nhân nè, nếu mà được thì chừng nào? Dạ được thì năm sau luôn. Năm sau luôn? Dạ. Có chuẩn bị được những gì rồi nè? Dạ nói chung chuẩn bị thì... Có cầu rồi đó. Có cầu cao. Có cầu cao rồi. Tại 18 không cần cầu. Rồi nhà cửa là ở về là ở chung với ba mẹ hay là ở riêng hay ở đâu? Dạ nếu mà ở thì ở chung ba mẹ em. Wow, chúc mừng. Tuyệt vời, nắm tay nào. Đấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đến gia đình của hai bạn này để xem là không khí gia đình vào những ngày cuối năm như thế nào và hai bạn đang sống với nhau hạnh phúc đến cỡ nào quý vị nhé. Xuân Thới ấp Xuân Thới Đông, vô vô nhà thôi. Đó, chào hai em. Trời ơi. Chào, chào chị. Đôi luôn ha, chào hai. Ai thay mặt chương trình gửi món quà tặng hai em trước nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn hai mặt. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Vô trong trời mưa rồi, chúng ta vào trong trò chuyện. Dạ các Sương, con chào cô chú. Dạ. Dạ, cô chú sức khỏe nha cô. Dạ chú. Dạ. Cái lúc mà yêu nhau với cái lúc lấy nhau là cái cảm xúc nó có khác nhau không? Rất nhiều chị, rất nhiều. Lúc yêu nhau thì anh quan tâm, em thấy quan tâm nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Ảnh chỉnh chu nhiều hơn chị, sao tự nhiên lấy xong rồi tự nhiên em thấy ảnh làm biến hơn lúc đầu á. Gàn quá này Nguyên, gan ghê luôn ha. Ba mẹ chị dám tố chồng ha, em gan lắm chết em rồi. Là em bảo á, là có The là em bảo khá hơn nhiều đó. Hồi lúc trước là chưa thấy bao giờ mà cầm cái đồ lau nhà mà lau nhà. Bây giờ là thấy ngoan cầm cái đồ lau nhà vậy mà không có khoe mấy cái đó, không nghe chồng mà chê chồng. Các cần biết không, hồi đó ra em ít có phụ mẹ lắm, đi làm rồi cái về mệt, công nhận cũng mệt nghỉ. Nhưng mà có vợ mà đi lau nhà hay này kia kia nhỏ là bắt đầu theo phụ đó chứ không phải vợ. Cũng biết dọn cơm đó chị, lúc trước là dọn sẵn cho ăn không à, bây giờ là biết lấy chén đũa dọn. Ủa sao tự nhiên thay đổi đột biến vậy em? Nói chung là cũng cái không phải là thay đổi mà là cái tư tưởng mình, thí dụ như lúc trước mình thấy giờ nó vững chạc hơn á chị, có gia đình thì nó vững chạc hơn. Cái bản tính em từ trước giờ vậy, chẳng qua là không biết bộc phát lúc nào thôi. Chứ không phải là lúc trước mẹ làm hay chị làm thì thôi kệ mệt, nhưng mà giờ về thấy vợ cũng làm nữa rồi. Nói vậy thì người ta nói là sợ vợ cũng không đúng, có nghĩa là
mình bộc phát lúc nào cũng biết. Nói chung là siêng năng thì lúc nào cũng siêng. Dạ, cảm ơn chú. Vậy ngược lại thì vợ em từ lúc mà lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau có thay đổi gì nhiều không? Giống như Giang vậy, trước khi cưới lúc nào mình cũng thấy cái gì nó cũng đẹp á, mà nhiều khi cưới về thấy cũng thường, vợ gọi là vợ hay cằn nhằn á, thấy cũng đâu có ghê dữ vậy, khởi ra hết trơn vậy, hay cằn nhằn là sao anh đi hay đi đâu đi chơi ở đâu đó phải dành thời gian gia đình nhiều, mà thấy mình cũng dành nhiều mà cũng không phải là thấy chưa đủ đúng không? Ý là vợ thấy chưa đủ, mình lâu lâu mình cảm thấy cũng khó chịu. Thôi, trong nhà bếp núc và chợ búa là ai ai đảm đương? À, thường thì em bận đi làm nên là mẹ sẽ người phụ trách đảm đương. Nhưng mà khi em đi làm về thì em cũng phụ giúp nhà, hoặc là những ngày nghỉ ở nhà thì em hai mẹ con cùng giúp đỡ nha. Thôi mà thấy sướng không? Nhiều khi mọi người cứ nghĩ là không chịu làm dâu với là ngại với là sợ bên nhà chồng, nhưng thực ra ở thời buổi bây giờ là thời buổi 4.0, đã nam nữ đều đi làm hết. Thật sự khi mình sống chung trong gia đình mà có ba mẹ mọi người, lúc mà Tường mai mối cho các cặp đôi trên sân khấu và muốn hẹn hò, Tường cũng hay nói lắm, sống chung với ba mẹ chồng là sướng lắm. Ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ gì cũng vậy, khi đi làm về tới là đã cũng không phải tất bật tấp vô chợ phải mua con cá miếng thịt, nhiều khi về có bữa về, nhiều khi có ăn sẵn. Rồi sau này khi mà có cháu đứa nào mới thấy cái sự lợi hại của ông bà, đúng không? Giờ có hai vợ chồng ở riêng ở ngoài, muốn đi đâu cũng không được, gửi con cho ai? Cô, thầy cô, hiện tại cô có cảm thấy hài lòng với con dâu của mình không? Chung là nó cũng hiền, dạ, ngoan. Sáng 6 giờ cái sửa sẵn đi làm, chiều về thì ăn bữa cơm với lại cô chú nè. Dạ. Nghỉ thứ bảy chủ nhật cũng đi chợ nấu cơm đồ. Được không cô? Bữa ổn không? Ổn không? Cũng ổn. Dạ. Ví dụ như ba nói nấu ăn cũng ngon. Dạ, vậy hả cái chú? Ngon. Quan trọng nhất là trong cái gì cám đường biết không? Trong cháu phải không? Cháu đó. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ đó đi, không có gây gì đó. Có gây gì cũng được. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ đó có gây cỡ nào thì ba mẹ cũng đứng về phía em. Sao kế hoạch gì nào cơ? Tháng năm là năm hợi. Ôi, làm đại đi chứ còn có tuổi có đồ chi nữa, không biết nữa à. Không, ba mẹ cũng lớn tuổi, nhiều khi dễ tính du di cho con. Bây giờ chị kìa. Chị mới mệt á. Em thì cũng không có gì hết. Em thì cái có thế giới riêng của em. Tại mấy em muốn làm gì làm. Nhưng mà có điều là em thấy hai em á có thể là dành thời gian để san sẻ cho mẹ, ví dụ như hai vợ chồng dẫn mẹ đi chơi hay gì đó, gắn kết hơn thay vì cứ gắn kết trong bếp thì mình đi ra ngoài cho nó có không khí xíu ha. Dạ. Nhưng mà hồi xưa lúc mà chưa lấy vợ thì có khi nào mà bảo đưa mẹ rồi ba mẹ ra ngoài chơi không? Có, thì cũng đi chơi chung gia đình, đi với mẹ. Rồi từ hồi lấy vợ về không đi với mẹ nữa hả? Dạ chưa, cũng mới mà chị, chưa cái dịp. Từ cho em cơ hội. Sống với gia đình á phải có không khí gia đình, ra ngoài mình khi đổi gió ha, nó có những cái cảm xúc nó khác, thì cái trong cái hạnh phúc cái gia đình nó cũng sẽ nó thăng hoa hơn. Trong tình yêu, ba mẹ mà thương vợ mình vợ mình thương ba mẹ mình thì cái tình yêu của mình nó cũng lớn hơn nữa. Chứ nếu mà mình sống mà mình không có thể hòa thuận được trong nhà, cái người khổ là chồng em á. Các đường nói con này em like. Đúng rồi, đúng không? Đúng, đồng ý. Đúng, làm sao không đúng được. Tại vì đây mà ông vui thì không phải là ở đây bực một, buồn một, buồn hai, em buồn 10 lắm. Dạ đúng rồi. Cái chồng nó mà đi trực cái bắt đầu ăn cơm xong cái vô đóng cửa trong phòng, thay vì mẹ coi tivi thay vì nó chơi với mẹ. Mẹ góp ý gì để chơi? Dạ, không chịu ra đó, chơi rồi. Gọi là hội nhập á. Có một lần đó, người ta vâng, chị cố gắng nhiệt tình. Chị có lấy Việt Nam đó là không? Anh này nếu mà đá banh là anh phải trực. Lái Việt Nam gì đó. Dạ, đến chờ cơm rồi thôi, để em xuống em chuẩn bị đồ ăn nha. Ôi vậy chú, cho con xuống sau bếp luôn chơi nha chú. Dạ, đi ra sau bếp chơi. Mát mẻ, ô cây seri. Cây seri này lâu năm mà ngon ghê, ở đây mát ghê á. Mỗi một tuần là bảo ăn cơm nhà được mấy ngày. Nói chung là bữa nào không có trực thì em ăn cơm nhà. Có nhậu nhẹt rồi gì không? Bạn dạ, gì hiếm lắm, hiếm vậy. Mong muốn thì em muốn bằng chồng của em là thay đổi điều gì? Chắc là anh sẽ quan tâm đến gia đình mọi người nhiều hơn. Ủa em ít quan tâm gia đình? Không phải là không quan tâm mà là nhiều khi cái cách thể hiện của mình đó chị. Người ngoài nhìn đàn ông cứ hay nói câu đó đó. Trời, anh có quan tâm chứ, anh có quan tâm chứ, quan tâm trong bụng, quan tâm trong đầu. Thì đúng rồi chị, đàn ông mới hiểu quan nhau. Quan tâm phải thể hiện ra bên ngoài, giống như yêu thương vậy đó, nếu mình không quen nó
Anh ít nói lắm, anh nói không được, nhưng mà anh thương em, anh nhớ em. Bây giờ hỏi này, giờ thí dụ mở miệng nói anh yêu em hay là con thương mẹ lại bị chẹo lưỡi vậy hay sao? Nó ngại vậy, đàn ông mà, tại vì mình phải đặt kêu cái vị trí người đàn ông mình mới thấy chẹo. Bắt đầu từ ngày hôm nay tập cho tôi. Một chút xíu nó quay chương trình xong, ăn cơm xong là mẹ ơi con thương mẹ, cảm ơn mẹ đã nấu cho con một bữa ăn ngon, được không? Dạ rồi. Rồi tối nay giờ lên giường ngủ với vợ là anh yêu vợ, chúc vợ ngủ ngon, được không? Hứa nha, nhớ nha ông. Dạ. Tôi muốn tôi ghé tôi thăm nữa mà không có là không được, vợ mét là tôi không chịu đâu đó. Dạ. Xin trong mình nha. Dạ, không mời. Dịp đến nhà mời một bữa. Dạ. Như coi như cuối năm rồi. Dạ. Ghé rất là, trước tiên là rất là cảm ơn chương trình cũng rất là quý ha. Dạ. Thành công rồi mà quan tâm tới cái giai đoạn này nữa. Dạ. Đại diện gia đình tôi cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo nên cơ hội cho hai đứa cưới nhau xong rồi cũng được mấy tháng rồi. Mà bữa nay sự quan tâm của chương trình rất là quý. Năm nay chắc là ăn khấm khá đó. Các tường đó không màu đỏ như là ăn khấm khá. Chúc Tết là coi như năm mới là dồi dào sức khỏe tất cả các anh chị em ở trong chương trình, tấn tài tấn lợi tấn bình an. Làm cái gì cũng được mấy đó. Thì Cát Tường cũng xin thay mặt cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, xin thay mặt cho ekip thực hiện chương trình thì trước tiên là chúc cô chú là được nhiều sức khỏe, mọi sự được bình an, vui vẻ. Chúc cho cặp vợ chồng trẻ trong năm Hợi này đạt được cái chỉ tiêu mà bố đã đưa ra, sản xuất ra một thiên thần bé nhỏ trong gia đình cho có thêm tiếng cười. Rồi riêng chị đẹp, chị gái xinh đẹp, chúc chị năm mới có tình yêu tới, nhanh tay nộp hồ sơ liền cho Bạn Muốn Hẹn Hò, ưu tiên lên hàng đầu luôn. Xin cho chị cảm ơn bạn. Dạ. Dạ con mời cô chú. Dạ bà gấp chú ký, giúp chú ký. Gấp cho các tường đứa. Dạ hai đứa mà gấp cho bà. Dạ được rồi, được rồi. Một là hai là bước lắm rồi. Kim chi cũng ngon nữa nè. Tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong những số tiếp theo vào năm mới, chúng ta lại gặp gỡ sự duyên dáng của ông Mai, bà Mối, Quyền Linh và Cát Tường, những người đã góp thành công không nhỏ cho các cặp đôi. Với những tính cách, những tiêu chuẩn đôi khi trái ngược nhau, nhưng luôn mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc không bao giờ quên. Đặc biệt, thành công của Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản truyền thống đang ngày được nhân lên khi càng có thêm nhiều tin vui từ các cặp đôi đã tham gia chương trình. Nếu không may mắn được mai mối thành công trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò, các bạn sẽ có cơ hội giao lưu gặp gỡ thêm nhiều đối tượng phù hợp khi tham gia phiên bản offline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Dù không thành công trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò, nhưng nhiều bạn đã tìm thấy nhau khi tham gia nhóm công khai trên fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò, làm nên thành tích của các cặp đôi yêu kéo. Bạn Muốn Hẹn Hò offline là một chuỗi các sự kiện gặp mặt dành cho các bạn nam và nữ còn đang độc thân, được tổ chức liên tục vào các ngày cuối tuần tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Mỗi buổi gặp mặt sẽ gồm có 15 bạn nam và 15 bạn nữ đang có nhu cầu tìm được một nửa tâm đầu ý hợp cho bản thân. Những bạn này sẽ được lựa chọn dựa trên đơn đăng ký gửi về ban tổ chức dưới hình thức online, offline. Ban tổ chức sẽ dựa trên thông tin cá nhân, sở thích để lựa chọn các bạn tham dự chương trình. Quy trình tham gia một buổi offline Bạn Muốn Hẹn Hò. Bước 1.
2225. Tại Hà Nội 2101 tòa nhà ICC 71 Nguyễn Chí Thanh Láng Hạ quận Đống Đa Hà Nội. Hotline 0965673913. Chúc cho các cặp đôi của bạn muốn hẹn hò luôn hạnh phúc. Còn bạn, nếu chưa có người yêu, hãy nhanh tay đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dù là phiên bản nào, chúc bạn tìm thấy một nửa của mình. Tiếp nối thành công của Bạn Muốn Hẹn Hò và dịch vụ mai mối Bạn Muốn Hẹn Hò online, chúng tôi tiếp tục mai mối cho các cặp đôi với không gian lãng mạn của bữa ăn trưa, giúp các bạn có cơ hội tiếp xúc nhau nhiều hơn. Các bạn có thể vừa thưởng thức bữa trưa, vừa có thể hẹn hò trò chuyện. Ban đầu, các bạn sẽ không nhìn thấy nhau và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim để tìm hiểu về đối phương. Sau đó, khi vách ngăn trái tim được kéo ra, các bạn sẽ nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. Nếu cả hai cùng bấm nút, các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về. Đoán đi em. Oh. Bây giờ em hình dung bạn bên kia như thế nào, em đoán thử đi. Tất cả các bạn đều xinh. Con gái Gia Lai thì thường sẽ là rất là trắng. Nhưng mà đây hình này hình ai cũng dạ, trắng. Ai cũng trắng cả. Sai rồi làm chị ơi. Dạ anh ăn thử món của em nha. Anh thấy nó có hơi mặn không? Anh có biết nãy anh ăn cục gì không? Mắm tôm. Ờ đúng rồi. Cơm này dẻo béo. Nếu mà bạn nữ là hiểu được mình thì là một cái điều rất là đáng quý. Đầu tiên ấy thì phải là đàn ông đã. Em đã từng thích một người mà họ không thích con gái, họ thích con trai. Oh. Anh chọn trước đi ha. Ừ. Cái này mà cái này đi. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Dạ. Bạn hãy nắm tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Ủa sao mình trùng nhau dữ vậy? Trời ơi, dám lấy bài của tôi ra đây nha. Quá rồi, cặp đôi này quá rồi. Có em tưởng là chị Cát Tường chưa chơi xong. Trời ơi, rồi. Nhờ vậy mà em vừa được hôn tay, vừa nắm tay mà. Hay quá, người ta chưa hôn lần nào nha. Em thích người mùi xăng. Gì? Em cũng có. Em cũng vậy. Dạ, mong muốn á là kiếm một người bạn gái hơi khỏe mạnh một chút. Hơi uống một chút. Hơi uống một chút. Để khi mà mình về nuôi hơn. Mạnh khỏe không? Sao thấy em bên đây thích bạn trai hơn? Một năm không bình một lần. Mấy thằng to nè em hết mà. Mấy thằng to là né hết. Bảo vệ em được đó. Kính thưa quý vị, như vậy là Tường cũng đã dẫn dắt cho chúng ta đến thăm được hai gia đình, hai cặp đôi bạn trẻ rồi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, vậy thì Tường xin thông báo là ngày mai 30 Tết thì chương trình tạm ngưng phát sóng một hôm nha quý vị, để đón mừng năm mới ha. Và như vậy thì quý vị hãy đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò số tiếp theo được phát sóng vào ngày mùng 6 Tết quý vị nhé. Và khung giờ rất quen thuộc của chương trình 15:20 Chủ nhật hàng tuần và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị ơi, qua năm mới thì Tường hy vọng rằng là toàn thể quý vị khán giả hãy luôn luôn theo dõi, đồng hành, và những bạn nào đang còn ế và muốn giải thoát ế trong năm Hợi này thì cũng nhanh tay đăng ký với chương trình để chúng tôi làm tiếp tục cái nhiệm vụ ông mai bà mối của mình nhé. Quý vị nào mà bỏ lỡ tập nào thì có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào.